Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Quốc phòng có biến, bắt người nhưng Tô Lâm đứng ngoài cuộc. Phan Văn Giang phạm tội gì? Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đang diễn ra. Bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng cho lực lượng chức năng xua quân khắp nơi để bắt người. Nói theo ngôn ngữ của Cộng sản là vừa đánh vừa đàm, có bắt người mới ngã giá ra được. Đằng sau bức màn hội nghị, không biết các thế lực đã đe dọa ngã giá như thế nào với nhau. Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều, nó đang diễn ra rất khốc liệt. Vụ án công ty Việt Á là ổ sai phạm. Ông Nguyễn Phú Trọng cho phanh phui đến cùng vụ án này thì có thể nói đây là một đại án chưa từng có chứ không phải nhỏ. Vụ án này dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo, vân vân. Nhiều quan chức rất lớn đã nhúng tay vào để giúp công ty này móc túi rất nhiều tiền của người dân giữa lúc họ đang gặp hoạn nạn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang toan tính gì ở Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Vào ngày 8 tháng 5, báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đưa tin Bộ Công an cho bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần, Quân khu 1 để điều tra về những sai phạm của ông này. Theo đó, cơ quan điều tra này đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Diêm Đăng Thanh vào ngày 7 tháng 5. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo Bệnh viện Quân y 110, ông Diêm Đăng Thanh sinh năm 1968, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Thành tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3 năm 2009, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc vào tháng 9 năm 2011. Có thể nói ông Thành có rất nhiều thành tích của chế độ. Tuy nhiên, đến giờ này thì lộ ra rất nhiều vấn đề lớn. Những người được chế độ phong là ưu tú thường thì chẳng có chút gì là ưu tú cả. Cũng là quan tham như mọi quan tham khác. Được biết, vào năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Tháng 1 năm 2015, ông này được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận chức danh là Phó Giáo sư. Đây là hình ảnh thông tin bắt người tại Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần, Quân khu 1 là bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và là cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp dưỡng, điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan, đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Như vậy là việc bắt bớ này ngoài phạm vi của ông Tô Lâm, những gì liên quan đến Bộ Quốc phòng thì Bộ Công an không được đụng vào. Bộ Quốc phòng được xem là một vương quốc riêng. Vì thế mà những quan chức ở trong ngành này ăn rất bạo và rất khó phát hiện. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 đến 2025. Và các cá nhân bao gồm Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Như vậy là quân đội đã bị tẩy hàng loạt. Vấn đề là khi nào thì bắt người mà thôi. Và lệnh thanh trừng này được ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị rất kỹ trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang không thể không có trách nhiệm trong sai phạm tại Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm hàng loạt trong bộ máy mà trách nhiệm quản lý thuộc về ông. Nếu nói ông Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm ở sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì ông Phan Văn Giang cũng không thể vô can trong trường hợp tương tự. Vậy câu hỏi đặt ra là bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý về mặt đảng đối với ông Phan Văn Giang? Và liệu ông Phan Văn Giang có bị kỷ luật gì hay không
thì cần phải chờ hội nghị Trung ương 5 kết thúc. Nếu ông Trọng không xử lý ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì điều đó chứng tỏ ông Trọng đốt lò vì đấu đá, chứ không vì một bộ máy trong sạch. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc. Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây quá nhiều nỗi đau cho đồng bào cả nước khốn khổ. Ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản, đồng thời ông là người chủ của lốt lò hàng chục năm qua, thì ông cần phải hành động dứt khoát. Chu Ngọc Anh với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải bị xử lý dứt điểm về mặt pháp luật. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật mặt đảng mà không động tĩnh gì về mặt pháp luật thì không còn ai tin vào hiệu quả của chiến dịch đốt lò của ông Trọng nữa. Tương tự như vậy, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng không thể xem xét trong kỳ hội nghị lần này vì người dân đang trông đợi điều đó nếu ông Trọng không làm được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã già. Cách đây hơn một tháng, tại kỳ họp từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản khi xem xét kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã kết luận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của hai bộ và hai ban cán sự do các ông lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trong vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phạm một sai lầm, đó là ký bằng khen cho Công ty Việt Á. Được biết, về mặt đảng thì chỉ là thủ tục có kỷ luật mà chỉ kiểm điểm qua quýt thì cũng có như không. Người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng có hành động cụ thể, để trừng phạt thì phải có hình thức chế tài. Không mất chức, không truy tố thì không gọi là chế tài được. Chống tiêu cực mà chỉ chống bằng miệng thì đối tượng sẽ nhờn thuốc, sau đó họ sẽ sai phạm nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà quan chức sai phạm, hậu quả sẽ đổ lên đầu người dân cả nước, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, hai người này cần phải bị chế tài bằng hình phạt nghiêm khắc. Chỉnh đốn đảng là chỉnh đốn ngay trong lãnh đạo cấp cao. Với trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung, ông Trọng ra tay được thì không thể để ông Chu Ngọc Anh nhởn nhơ. Cả ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Đức Chung cũng đều móc nối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Chung thì móc nối với Nhật Cường Mobile, còn ông Chu Ngọc Anh thì lại móc nối với Công ty Việt Á. Sai phạm của Nhật Cường Mobile không nguy hiểm bằng sai phạm của Công ty Việt Á. Vấn đề y học, nếu không có chữ tâm thì bao giờ hậu quả của nó cũng rất thảm khốc, đem đến cái chết của hàng ngàn người dân, thậm chí còn hơn nữa khi kết quả xét nghiệm hoàn toàn sai. Chỉnh và đốn, đã chỉnh đốn đảng thì tốt, phải đốn những quan chức biến chất, sai phạm thì có rồi, có kết luận rồi, mà nếu không đốn thì Đảng Cộng sản sẽ bẩn ngày càng bẩn hơn, đã nguy hiểm thì ngày càng nguy hiểm hơn. Những con người mà không chùn tay ngay cả khi người dân gặp phải bệnh tật thì có thể nói những con người lãnh đạo này không còn chút lương tâm. Trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng cho bắt bớ rất rầm rộ. Đây chỉ là hành động đánh trống khua chiêng. Người dân cần xem hiệu quả thật, không cần xem những hành động mâu me để rồi kết quả không đi đến đâu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là công cụ để ông Nguyễn Phú Trọng thanh lọc thành phần trong đảng. Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Chu Ngọc Anh, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thì cần phải ra biện pháp chế tài nghiêm khắc. Ông Trọng là người đứng đầu đảng thì cần phải có cái uy, đã kết luận sai phạm mà không xử lý thì như ông đã nói từ lâu,
ông chẳng khác nào một đảng viên hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu. Nếu không có quan chức tận tình giúp sức thì doanh nghiệp không thể nào qua mặt pháp luật, thọc tay vào cơ quan nhà nước và trục lợi trên đầu nhân dân được. Chủ doanh nghiệp tội 1 thì quan chức hỗ trợ doanh nghiệp làm sai trái thì tội đến 10. Ngồi ở ghế quyền lực cứ hễ làm càng sai thì kiếm càng được nhiều tiền. Mà những đồng tiền đó lại là tiền mồ hôi, nước mắt, thậm chí là tính mạng của người dân cả nước. Liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với hai nhân vật này? Chúng ta hãy chờ xem Hội nghị Trung ương 5 kết quả ra sao.